Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì chúng tôi đã gửi đến cái bản tin là cảnh sát ở tại quận Los Angeles họ đã đang điều tra một cái vụ án mạng về một bé gái gốc Phi Châu xác được tìm thấy ở Hacienda rất gần với cái chùa Đài Loan mà người Việt chúng ta hay đi. Thì vào chiều ngày hôm qua, cảnh sát đã mở một cuộc họp báo, thưa quý vị, và họ cung cấp thêm rất là nhiều thông tin cụ thể, chẳng hạn như là quần áo bé gái mặc như thế nào, rồi cả cái bản vẽ nhận dạng. Thì được biết, quý vị cũng còn nhớ là ban đầu cảnh sát phỏng đoán là em gái này độ tuổi 7 đến 10 tuổi, nhưng mà kết quả giảo nghiệm sơ bộ cho thấy là em ở độ tuổi từ 8 đến 13 và cao 4,5, nặng 55 pound, thân hình hơi ốm. Thì ngoài ra, cảnh sát cũng nói thêm cái hình vẽ, cái hình quý vị thấy là cái túi mà em bị nhét xác vào trong đó. Thì khi mà cảnh sát đến nơi thì họ khẳng định là xác của em bị nhét lòi một phần ra khỏi cái túi này, và được biết là cái túi này được đẩy từ ở trên cao xuống. Và hiện nay cảnh sát cho biết là họ đã liên lạc tất cả các cơ quan địa phương cũng như là các học khu lân cận, nhưng mà chưa thấy có gia đình nào hoặc là học khu nào báo cáo là có một em gái như thế này mất tích. Và hiện nay cảnh sát họ nói rằng họ không có bất kỳ manh mối nào cả, duy chỉ có một số nhân chứng cho biết là họ có thấy được một cái chiếc xe khả nghi đã tấp vào ngay cái khu vực mà cảnh sát tìm được xác của bé gái, chiếc xe đó. Nhưng mà hiện giờ cảnh sát cũng chưa cho biết là chiếc xe như thế nào, thì họ có lẽ đây là một cái đầu mối duy nhất, chiếc xe tấp vào lề đường và một lúc sau thì người dân gọi báo là thấy cái túi có xác của em gái, thưa quý vị. Chiều hôm qua, thưa quý vị, tại sàn thượng viện trong một buổi điều trần, thoạt đầu thì tất cả các thượng nghị sĩ trong ủy ban đều muốn nghe nói đến các nỗ lực của bên phía thượng viện và quốc hội sẽ làm gì để đương đầu với cái tình trạng sách nhiễu và xâm phạm tình dục. Thế nhưng một trong những nhân vật được đưa ra điều trần đó là thượng nghị sĩ Martha McSally, đảng Cộng hòa của tiểu bang Arizona. Trong lúc bà chuẩn bị đưa ra lần trình bày, bà bất chợt tuyên bố: chính tôi là nạn nhân của một vụ hãm hiếp xâm phạm tình dục trong lúc tôi còn tại ngũ. Bà là phi công người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ lái chiến đấu cơ. Và thượng nghị sĩ McSally là người đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ 26 năm trời, rất hãnh diện về những thành tích của mình. Thế nhưng, ngày hôm qua, cả Thượng viện đã hết hồn khi nghe bà nhắc tới: tôi chính là nạn nhân của xâm phạm tình dục và bị hãm hiếp. Thời gian đó, bà đang bước vào thời điểm chín mùi của một nữ quân nhân trong không quân, đã phục vụ được 16 đến 18 năm trời rồi. Và cái câu chuyện đó đã xảy đến cho bà. Bà nói, một viên chức cấp cao trong không quân Hoa Kỳ đã hãm hiếp bà. Bà không nhắc tới tên của nhân vật đó, nhưng bà nói rằng cái chuyện đó ám ảnh cả đời bà. Tuy nhiên, vì lý do nào bà đã không đưa ra cái lời cáo buộc? Lẽ ra đã có từ 2017, quý vị còn nhớ, kể từ khi mà Tổng thống Trump vào được Tòa Bạch Ốc, là những cái vụ mà scandal, cái tai tiếng về xâm phạm tình dục nó nổi lên từ Hollywood và cho đến giờ phút này đã tạo thành phong trào Me Too. Câu hỏi đặt ra là tại sao thượng nghị sĩ Sally không đưa ra vấn đề này? Bà nói rằng bà không tin tưởng vào hệ thống, bà dùng cái chữ system. System này có nghĩa là có cái sự bao che từ cấp trên xuống tới cấp dưới.
mà nhất là thân phận của một người phụ nữ vô cùng yếu thế trong quân đội nữa. Và bà nói rằng không chỉ riêng cá nhân bà, mà kể cả những nữ quân nhân khác, họ cũng có thể là những nạn nhân trong cái vụ sách nhiễu xâm phạm tình dục này. Nỗ lực của bà nói rằng tôi muốn đưa ra cái kinh nghiệm về cá nhân này để kêu gọi quốc hội hãy dồn thêm các nỗ lực để đưa ra các biện pháp ngăn ngừa tình trạng không phải xảy ra ở trong quân đội không thôi, mà trong guồng máy chính quyền và khắp nơi. Bà nói rằng bà sau 18 năm phục vụ trong quân ngũ đó, bà đã, thứ nhất bà nói rằng thứ nhất bà không cảm thấy là bị nhục nhã, cảm thấy xấu hổ, và vì không tin tưởng vào cái hệ thống bao che đó, bao cấp đó, cho nên bà nói rằng bà giữ cái im lặng đó. Bởi vì bà nói rằng bà sợ là khi mà tiết lộ ra đó, cá nhân bà bị ảnh hưởng, rồi đời sống, nghĩa là gia đình của bà bị ảnh hưởng, rồi kể cả trong thời gian bà vẫn muốn tiếp tục phục vụ quân đội Hoa Kỳ. Và đó là lý do bà đã giữ im lặng cho đến ngày hôm qua, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì được biết là chiều ngày hôm qua, tờ AP họ đã có đăng tải một cái tin tức cho biết là họ đã có được một số bằng chứng lấy được từ Bộ Nội an và cơ quan CBP của Hoa Kỳ, cơ quan kiểm tra đường biên giới. Thì được biết là những cái hồ sơ này từ AP lấy được cho thấy là có một số ký giả, luật sư chuyên về di trú và những thành viên của các tổ chức về nhân quyền chuyên giúp di dân không giấy tờ đã bị chính phủ Hoa Kỳ khoanh vùng hồ sơ và bị gây khó dễ ở tại đường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico vào cuối năm 2018, khi mà cái vụ cái đoàn người caravan gây xôn xao ở đường biên giới. Thì được biết là AP họ có được những cái memo, thưa quý vị, từ Bộ Nội an gửi cho các nhân viên CBP ở tại San Diego ngày tháng là vào tháng 11 năm 2018. Trong đó có một danh sách của 47 cá nhân, bao gồm passport, hình ảnh rõ ràng, ngày sinh và kể cả một số người di chuyển đến đường biên giới này bằng loại xe gì cũng được ghi trong cái danh sách này. Và Bộ Nội an yêu cầu CBP ở San Diego là cho biết là 47 người này sẽ đi vào khu vực Tijuana và yêu cầu CBP kiểm tra hành lý những người này, rồi thẩm vấn những người này, và kết quả là có một vài ký giả bị từ chối không được cho nhập cảnh vào Mexico mà không rõ lý do. Thì 47 người này là ai? 10 người là ký giả từ một số đài lớn của Hoa Kỳ, một số là nhiếp ảnh gia và ký giả tự do, và một vài người là luật sư chuyên về di trú, và những người còn lại là thành viên của các tổ chức nhân đạo. Thì quý vị cũng biết cái đoàn người caravan họ nằm lây lất ở cái đường biên giới, thì ký giả những người này họ nói rằng họ bị CBP kéo ra lục soát hành lý rất nhiều lần và bị thẩm vấn, rồi gây khó dễ, có lẽ là không muốn cho họ đến đây để mà đưa tin. Rồi các luật sư di trú thì họ muốn đến đây để mà giúp làm giấy tờ miễn phí cho những người di dân thì cũng bị gây khó dễ. Và được biết là có hai người đã trả lời với tờ AP, đó là một là một ký giả của tờ Washington Post, bà Kitra Kahana, bà xác nhận là bà bị kéo ra kiểm soát hành lý 3 lần và cuối cùng bà bị từ chối không cho đi qua Tijuana để mà đưa tin. Và người thứ hai là một luật sư về di trú, bà Nicole Ramos, bà cũng bị từ chối cho nhập cảnh, thưa quý vị. Và sáng ngày hôm nay, CBP sau khi mà bị tờ AP họ hỏi về cái tin tức này thì CBP không có phủ nhận, nhưng mà họ nói rằng đó là cái việc họ cần phải làm khi mà cần phải tăng cường kiểm tra để mà thắt chặt an ninh ở vùng biên giới. Nhưng mà CBP họ không có giải thích là vì sao có 47 người này lại bị nhắm đến và bị gây khó dễ như vậy, thì họ không có giải thích với tờ AP.
Vẫn tin liên quan đến người di dân bất hợp pháp vào Mỹ, thưa quý vị, và tin tức này cho thấy rằng là nỗ lực của Tổng thống Trump tìm cách ngăn chặn di dân bất hợp pháp nhập vào Mỹ đã gặp thất bại nặng nề, và đây là cái thất bại lớn nhất trong suốt 2 năm trời vừa qua. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo thêm những cái bản tin khác đáng chú ý trong ngày.